Khi hoa hậu á hậu cũng bị miệt thị ngoại hình, bạo lực được chia ra làm rất nhiều loại khác nhau và tôi đã từng là nạn nhân của bạo lực ngôn từ, của ba, đi xem bên sau khi tôi tăng cân là những ngôn từ rung cảm của thiên ân trong đêm đăng quang. Hoa hậu Thiên Ân, bài phát biểu của hoa hậu Thiên Ân trong đêm chung kết Miss Grand Việt Nam 2022 đã thuyết phục ban giám khảo và người xem. Thiên Ân cho biết bản thân từng là nạn nhân của bạo lực ngôn từ, năm 2009 Thiên Ân là cô gái có cân nặng gần 80 kg, thường xuyên nhận những lời chê bai, chế giễu. Tích cực tập luyện cùng chế độ dinh dưỡng hợp lý, Thiên Ân lột xác, tự tin hơn vào chính mình và đăng quang danh hiệu cao nhất cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Chúng ta thường nói về hòa bình, về việc đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp hơn. Thế nhưng, hòa bình sẽ không bao giờ bền vững nếu như vấn đề bạo lực không được giải quyết. Có rất nhiều người vẫn còn nghĩ rằng bạo lực là một cụm từ để chỉ về việc chúng ta tác động vật lý hay làm tổn hại đến ai đó. Nhưng không, bạo lực được chia ra làm rất nhiều loại khác nhau, và tôi đã từng là nạn nhân của bạo lực ngôn từ. Của Body Xem Minh sau khi tôi tăng cân là những chia sẻ ấn tượng trong bài thuyết trình của Thiên Ân. Á hậu Thủy Tiên, những năm cấp 3, Thủy Tiên từng là cô gái có cân nặng lên đến 80kg. Cô ăn nhiều, bị Bo Đi Xem Minh và lên cân không phanh. Trong bài phỏng vấn với VTC, Hoa hậu Thủy Tiên kể lại, đến khi lên đại học, Tiên thấy các anh chị ở trường rất giỏi và năng động. Tiên mong muốn bản thân phải thay đổi tốt hơn và trở nên đẹp hơn. Và hành trình giảm cân của Tiên mất khoảng 2 năm, nhưng hành trình đó đã có lúc Tiên giảm cân tiêu cực vì học trên mạng, một ngày chỉ ăn trái cây và uống cà phê. Dĩ nhiên điều này không đủ chất dinh dưỡng và dẫn đến Tiên bị vàng da. Tiên cũng đã cắt hết tinh bột khiến cơ thể mất năng lượng, không thể tập trung để làm gì. Sau giai đoạn đó, Tiên bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về chu trình giảm cân đúng cách như tập thể dục và ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Body shame Minh là chuyện Tiên đối mặt nhiều năm, nhưng không chỉ có áp lực về ngoại hình, Body shame Minh mà Tiên còn áp lực rất nhiều thứ trong cuộc sống. Vì giai đoạn đó là khi Tiên chuẩn bị thi đại học. Tiên nghĩ, lúc trước họ sẽ có suy nghĩ rằng mình như con voi, mình không thể trở thành người như hôm nay. Nhưng là con người thì luôn tiến hóa theo thời gian và họ cũng sẽ có thay đổi nhất định về tư duy. Thủy Tiên chia sẻ, để có vóc dáng hiện tại, Thủy Tiên ra sức giảm cân bằng nhiều biện pháp. Chế độ ăn của cô cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, chỉ nạp chất đạm từ thịt, cá và các loại vitamin từ rau xanh, hoa quả. Ngoài ra, cô chăm chỉ tập luyện thể thao. Như vậy, cô đã giảm được 30kg và sở hữu vóc dáng thon gọn. Hiện, cô sở hữu số đo 3 vòng là 89-65-98cm, cao 1m72. Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh trong đêm đăng quang, hình ảnh đôi môi và gương mặt căng phù của Leo Ngân Anh là chủ đề bàn tán xôn xao của công chúng. Ngay lập tức, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh cắt ghép phía Ngân Anh giống một loài cá ở dưới biển, kèm theo những câu đùa cờ cá chùi kính. Hoa hậu của các loài cá được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Thay vì quan tâm về việc Ngân Anh sẽ có những hoạt động gì hậu đăng quang, thì dư luận lại xa đà vào việc chế giễu, chê bai ngoại hình của cô. Về phía mình, Lê Âu Ngân Anh không ngần ngại tự nhận mình là hoa hậu có khoảnh khắc đăng quan xấu nhất trong lịch sử bởi cô còn thấy sốc khi nhìn lại hình ảnh của bản thân. Vượt lên những bàn tán và tranh cãi, Lê Âu Ngân Anh đi thì mít Intercontinental 2018 và giành vị trí á hậu 4. Cô trở thành người Việt Nam đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay tại đấu trường nhan sắc này. Thời điểm hiện tại, Lê Âu Ngân Anh tạm xa showbiz, trở thành giảng viên đại học, có bạn trai MC điển trai và cuộc sống vô cùng viên mãn. Hạnh phúc! Hoa hậu Đỗ Thị Hà Khi mới đăng quang, Hoa hậu Đỗ Hà từng bị cộng đồng mạng tấn công bằng những lời nói rất nặng nề. Thậm chí, mọi người còn vào trang cá nhân của nàng hậu để bình luận khiếm nhã. Tuy nhiên, khoảng thời gian đầu do lịch trình bận rộn nên nàng hậu không suy nghĩ nhiều cho đến khi mọi việc đi xa hơn. Hoa hậu Việt Nam 2020 kể, có một ngày, Antifan vào tấn công cả gia đình bằng những từ ngữ nhạy cảm. Mình buồn và tuổi thân vì gia đình mình thấy được con gái mình đang gặp những câu chuyện không hay như vậy, lúc đấy mình không hiểu vì sao mọi người lại tấn công một cô gái mới 19 tuổi đăng quang. Chính những lời miệt thị đấy đã tiếp thêm cho nàng động lực cải thiện ngoại hình và nỗ lực hết mình nâng cao các kỹ năng cần thiết. Á hậu Lê Thảo Nhi, Lê Thảo Nhi, sinh năm 1994 tại Đức là cô gái Việt duy nhất có tên trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2021 do chuyên trang TC Can Lời bình chọn. Trước khi đạt danh hiệu Á hậu một bếp Univert Việt Nam 2022, chính ít được biết đến với vai trò fashionista, beauty, blogger và kinh doanh thời trang. Tuy nhiên, khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam, Lê Thảo Nhi phải đối mặt với những chỉ trích từ cộng đồng mạng về ngoại hình như chân cong, mặt xấu, lùn, già chát, body quá yếu. Vượt qua tất cả, Thảo Nhi không ngừng tập luyện, hoàn chỉnh kỹ năng đăng quang Á hậu một Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam thành tích cô từng không nghĩ đến khi ghi danh đi thi